Rồi rất thắc mắc, bởi vì là nếu 1% đến 3% nợ xấu thì con số đấy ảnh hưởng gì đâu, thế nó nhỏ mà. Cái thứ hai cậu nói là đây, dự phòng trên nợ xấu có thể có cái khả năng thì trên 140%, trong khi của tập này nó khoảng 70%, tức là họ đã trích lập dự phòng khá là lớn. Vâng, xin kính chào quý bạn và các vị, chúng ta trở lại với chương trình chứng khoán không ngàn được xây dựng bởi công ty chứng khoán Patri, và bên cạnh tôi đây vẫn luôn màn hình anh chuyên gia anh Ngẫm cùng một đơn hàng đấy, nhưng không ngồi chỗ đấy, chúng tôi theo đuổi phong thủy một chút, hôm nay có nhiều ánh sáng hơn, phù hợp phong thủy nói về các mã ngân hàng. Vâng, xin chào anh Ngẫm ạ. Chào anh. Một tuần biến động vừa trôi qua, anh vẫn theo dõi mã tức không anh chị ạ? Vâng. Đây, chúng ta còn một món nợ từ phần 1, và trong ngày hôm nay chuyên gia chúng ta sẽ giải thích về chương trình ấy. Tôi trong một tuần vừa rồi, sau khi thực hiện clip số 1, tôi đã thực hiện trải nghiệm ra Techcombank mở một tài khoản và trải nghiệm cái chương trình zero fee miễn phí hoàn toàn của họ. Và tôi có một thắc mắc thực sự ở đây dành cho anh chuyên gia. Khi mà ngân hàng Techcombank áp dụng chính sách không phí như vậy, cuối cùng thì ngân hàng Techcombank thường kiếm được tiền từ đâu? Vì có nhiều người hỏi tôi câu đấy. Tôi cũng đã có số liệu của Techcombank trong 3 quý năm nay. Chúng ta sẽ cùng xem nhé. Đây, mọi người để nhìn trên màn hình đây. Trong 3 quý năm nay, Techcombank đã có doanh thu vào khoảng 21.000 tỷ. Trong đó chủ yếu là đến từ mảng thu nhập từ lãi vay, chiếm khoảng 13.000 tỷ, tương đương 16.2%. Mảng thu nhập từ phí chỉ chiếm khoảng tầm 15% thôi. Và mảng thu nhập khác từ đầu tư và mảng khác là chiếm khoảng 2-3%. Bên cạnh đó thì như hôm trước chúng ta nói là trong hệ thống chi nhánh của Techcombank, điển hình như là Techcombank, chứng khoán Techcombank họ cũng có doanh thu nhập khoảng tầm 2.500 tỷ, khá là cao so với hệ thống. Vâng, thế theo chia sẻ của chuyên gia của chúng ta ngày hôm nay thì thu nhập từ lãi mới là thu nhập chính của Techcombank. Đó là lý do tại sao mà họ áp dụng chương trình zero fee, nhưng ở ngược lại họ đã phát triển rất tốt thu nhập từ lãi, phải không ạ? Đúng rồi anh ạ. Vâng, cảm ơn anh với lời giải đáp rất dễ hiểu rồi. Thực ra thì có nhiều ngân hàng cũng đang thực hiện cái chính sách mà không thu phí như vậy. Nhưng thực sự thì Techcombank có thế mạnh gì để họ có sẵn sàng giảm phí đó đi và kiếm thu nhập từ thu nhập từ lãi gửi? Đây thì chắc chúng ta sẽ đi sâu hơn về cái khoản thu nhập từ lãi của họ nhé. Rất là nhiều ngân hàng họ cũng phân bổ đó là thu nhập từ lãi và thu nhập từ phí, họ còn tăng thu nhập từ phí lên để đa dạng hóa cái doanh thu của họ. Thế nhưng mà về chẳng hạn như ở Techcombank thì thế mạnh của họ là thu nhập từ lãi. Khi mà nói về mảng thu nhập từ lãi này thì tôi cũng muốn nói về hai yếu tố quan trọng nhất. Thứ nhất là cái biên lợi nhuận của họ, cái phần biên lãi dòng của họ, NIM của họ là bao nhiêu, và thứ hai là liên quan đến chất lượng tài sản. Anh có nhắc đến chỉ số NIM, đúng rồi, và chất lượng tài sản, đúng. Tôi nghĩ rằng là có lẽ là ở nhiều ngân hàng chúng ta sẽ dùng thước đo này được, phải không ạ? Đúng rồi, đấy là tương đối chung trong ngành ngân hàng. Vâng, thì yếu tố gì quyết định là chỉ số NIM, mà chỉ số quan trọng là chỉ số NIM được tính toán như thế nào? NIM đơn giản chỉ là biên lãi dòng của ngân hàng thôi. Một trong những yếu tố quan trọng nhất đóng góp vào NIM của ngân hàng đấy là CASA. Nếu các bạn còn nhớ, CASA. Anh chuyên gia chúng ta vẫn nợ CASA, và hôm nay thì tôi nghĩ là anh sẽ phải thêm khoản món nợ này. Ok. Thì CASA ấy thì chúng ta có thể hiểu là tiền gửi thanh toán. Các khách hàng cá nhân, khách hàng doanh nghiệp họ để tiền trên tài khoản phục vụ cho mục đích thanh toán của họ. Thì như anh cũng biết đấy, tiền gửi ngân hàng thì theo anh nó có lãi suất, đúng không ạ? Nếu mà anh gửi tiết kiệm dài hạn thì có thể lãi suất năm nay nó giảm xuống, nhưng mà những năm trước nó có thể ở tầm 5-7%. Nhưng mà CASA đó là tiền gửi không kỳ hạn ở trên tài khoản, thì các ngân hàng phải trả mức lãi rất là thấp cho tiền CASA, có thể coi như là gần như là 0.02%. Điều đấy khiến cho là cái chi phí vốn đầu vào của lượng CASA mà càng nhiều ấy thì làm chi phí vốn của họ càng rẻ, mà giá vốn huy động của họ rẻ thì họ cho vay ra họ có lợi nhuận cao hơn. Thì tôi có thể hiểu một điều rằng là để huy động được cá nhân hay tổ chức lưu giữ vốn ở Techcombank với lãi suất không kỳ hạn thì ở ngược lại tức là phải ý kiến của Techcombank cực kỳ lớn. Thì để tôi cho anh xem số liệu nhé. Cái lý do mà các ngân hàng họ đưa ra chính sách miễn phí ấy, thì họ thu hút được lượng khách hàng về sử dụng tài khoản thì sẽ có CASA. Hiện tại thì biên CASA của Techcombank là khoảng tầm 38%, là mức cao nhất trong so sánh với ngành ngân hàng thì đâu đó khoảng tầm 21%. Và nhìn cái độ tăng trưởng của Techcombank trong 5 năm vừa qua đã rất là ấn tượng. Thế mà thấy từ năm 2015 họ chỉ có 20% CASA và đến bây giờ họ 38%. Vâng, tôi có thể tính toán nhanh rằng là hiện tại CASA của Techcombank đang gấp đôi trung bình của ngành, gần gấp đôi, gần gấp đôi. Vâng, con số rất ấn tượng. Đó là họ có thể huy động tiền gửi của cá nhân, tổ chức ở ngân hàng rất nhiều, và cái quan trọng nhất như anh chuyên gia chúng ta chia sẻ thì đây lại là những tiền gửi không kỳ hạn, và đó là lợi thế rất lớn của Techcombank. Anh cứ tưởng tượng là với cái lợi thế lớn như thế
thì tính ra cái NIM của tôi bên Techcombank này họ là rơi vào khoảng tầm 4.8%, trong khi trung bình ngành đâu đó khoảng tầm 3.6%. Cái biên lợi nhuận của họ đã cao hơn so với trung bình ngành hơn 1% rồi, và chưa kể là với cái mức chi phí vốn rẻ như thế thì họ sẽ được cái quyền là họ được quyền lựa chọn khách hàng, tức là họ sẽ được quyền lựa chọn để cho vay những khách hàng mà có ý tưởng tốt hơn, có chất lượng tài sản tốt hơn. Vâng, tôi vừa nghe thuật ngữ mới đây các bạn. Ở đây chúng ta còn nói đến chất lượng tài sản như thế nào, chất lượng có phải nhiều tài sản ngoại nhập chất lượng không? Chất lượng tài sản thì như tôi nói về nợ xấu nhỉ? Nợ xấu chứ không phải là bán ghế đẹp hay là máy móc đẹp hay là thiết bị nhập khẩu nhiều đâu các bạn ạ. Nói anh có thể giải thích tiếp là những con chỉ số nợ xấu ảnh hưởng thế nào với hoạt động của ngân hàng không? Thì tôi cũng có số liệu về nợ xấu ở đây. Anh có thể thấy là hiện tại vì là nợ xấu của Techcombank cập nhật mới nhất đây là 0.6%, đem so với cả toàn ngành là khoảng 1.8% ấy, thì là nợ xấu họ đang là khá thấp. Cái thứ hai tôi cũng nói đến ở đây dự phòng trên nợ xấu của Techcombank là khoảng trên 140%, trong khi của toàn ngành cũng được khoảng tầm 70%, tức là họ đã trích lập dự phòng khá là lớn. Tôi bắt đầu thấy có một sự chênh lệch rất lớn ở đây, tỷ lệ nợ xấu chỉ khoảng 1% đến 3%, nhưng mà tỷ lệ trích dự phòng lại tới 140%. Phải chăng là Techcombank đang có quá nhiều tiền nên họ mới làm như vậy? Anh có cần tôi giải thích thêm về chất lượng dự phòng không? Vâng, tôi rất thắc mắc bởi vì là nếu 1% đến 3% nợ xấu thì con số đấy có ảnh hưởng gì đâu, tôi thấy nó nhỏ mà. Tôi có thể nói như này, đúng là 1-3% trên tổng dư nợ của cả ngân hàng thì đó là nhỏ, nhưng cái ngành ngân hàng họ rất là đặc thù, họ tỷ lệ đòn bẩy của họ khá là lớn. Vâng, đòn bẩy theo chuyên gia thì đòn bẩy ngân hàng đến từ đâu? Các ngân hàng họ chỉ có một phần vốn nhưng mà họ lại đi nhận tiền huy động của khách hàng rất là nhiều, họ đem cái tiền huy động khách hàng đi cho vay. Thành ra là tôi nói ví dụ nếu tỷ lệ đòn bẩy là 10 lần, có nghĩa là nếu ông ngân hàng có 10 đồng vốn thì ông ấy đi vay thêm 90 đồng và tổng tài sản của ông ấy là 100 đồng ông đem cho vay, thì với cái tỷ lệ đòn bẩy gấp trung bình của ngành bây giờ là khoảng 10 lần 11 lần, còn của Techcombank là khoảng tầm 5-7 lần. Với tỷ lệ đòn bẩy cao đặc thù của cái ngành này như thế thì anh có thể tưởng tượng là ví dụ nếu một ngân hàng chỉ cần có 3% nợ xấu thì anh đem 3% nợ xấu bình nhân với đòn bẩy 1 lần thì nó cũng tương đương 30% của chủ rồi. Nếu chẳng hạn lượng nợ xấu đấy mà bị mất đi thì sẽ làm ảnh hưởng đến 30% của vốn chủ, của con số khá là lớn. Vâng, nói như vậy là có thể nói rằng mọi ngân hàng đang hoạt động đều có nợ xấu phải không? Cũng có thể nói là như vậy. Được, có thể nói là cách duy nhất để không có nợ xấu là không hoạt động ngân hàng. Thế theo ý kiến cá nhân của tôi, chúng ta vẫn chọn Techcombank ngày hôm nay, một ngân hàng mà vẫn có chỉ số nợ xấu ở mức rất thấp để đưa ra giới thiệu với các bạn về chương trình ngày hôm nay. Thì theo anh, tại sao anh lại chọn Techcombank trong nhóm tất cả ngân hàng khác? Có phải chỉ số nợ xấu ảnh hưởng rất nhiều đến lựa chọn của anh không? Thì tôi thấy trong thời gian hiện tại, nợ xấu rất là một cái khá là quan trọng, bởi vì chúng ta biết là xã hội đang bị ảnh hưởng của Covid và có thể là trong năm sau tình hình nó vẫn chưa ngã ngũ được, thì có thể sẽ có nhiều doanh nghiệp bị ảnh hưởng hơn. Thì các ngân hàng nào mà họ đã trích lập dự phòng nhiều và họ có tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ấy, thì sẽ tốt hơn. Đặc biệt là có thông tư 01 của chính ngân hàng nhà nước ấy, làm cho một số khoản nợ nó chưa nhảy sang nợ xấu ngay, thì có thể sau năm nó sẽ ít nhảy nó hơi ảnh hưởng thêm đến tình hình tài chính của nhiều ngân hàng. Sẽ là một năm khó khăn vì nền kinh tế chúng ta nói chung bị ảnh hưởng bởi dịch Covid và nó sẽ ảnh hưởng âm ỉ trong thời gian tiếp theo. Những bộ máy, những công ty, một tổ chức hoạt động thật hiệu quả sẽ luôn tạo ra giá trị khác biệt. Theo anh thì tương lai của Techcombank họ sẽ có những triển vọng như thế nào? Họ là một ngân hàng hiện tại họ là một cầu vốn rất là tốt, chất lượng tài sản rất là tốt, đầu tư mạnh vào công nghệ, con người, nhân sự, đồng thời là có hệ sinh thái rất là tốt. Thì tôi tin đây sẽ là một cái lợi thế cho Techcombank để phát triển trong tương lai và cũng có thể hỗ trợ họ vượt qua giai đoạn khó khăn tiếp theo của kinh tế. Cảm ơn chị đã chia sẻ của anh. Từ những trải nghiệm thực tế của tôi đang tham gia những dịch vụ giao dịch ngân hàng tại Techcombank sau khi được nghe anh đã mở để giới thiệu. Và ngoài ra là nghiên cứu thêm một các chỉ số rất đặc thù của ngân hàng thì thực sự Techcombank là ngân hàng rất hiệu quả. Nếu các bạn có câu hỏi thắc mắc nào về chỉ số